và hello, xin chào trong tất cả các bạn quay trở lại kênh của mình. Lại là mình đây, Audio Official, và trong tất cả các bạn đã đến với YouTube. Ok, thì hôm nay mình sẽ không làm video để đăng lên Mini World đâu. Hôm nay thì mình có được nhận được một thông tin, nó chính là Mini World sắp cập nhật rồi nha các bạn. Mini World nó sắp cập nhật rồi, thế nên là mình mới đăng video này để mà nói tóm gọn và lại cái tầm cập nhật này nhá. Bạn cũng có thể qua kênh của anh Kiro để mà các bạn xem những cái video về cập nhật mới này nhá. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Ok các bạn nhá. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn xem một số bức ảnh về tóm tắt về cập nhật mới nhá. Đậu xanh, cái bản mà sáng nay mình quay bằng máy tính nó bị hỏng rồi, nên là đâm ra bây giờ mình lại phải quay bằng cái điện thoại này, hơi khó chịu một tí. Ở đây thì theo như thông tin mình được biết ấy, thì ở cái sinh tồn mới này, ngay từ lúc đầu game các bạn sẽ nhận được một hiệu ứng nha. Hiệu ứng này thì mình không rõ là hiệu ứng gì. À không, các bạn nhận được hai hiệu ứng nha. Hiệu ứng này mình cũng không rõ là hiệu ứng gì nữa. Nó cái này thì phải đợi lúc Mini World nó ra mắt thì mới biết thôi. Cái hiệu ứng này thì nó sẽ mất dần theo thời gian nha. Các bạn nhìn kìa, ở cái chỗ thanh bên dưới thanh máu ấy, nó là một cái cơ bắp chứ nó không phải là đùi gà. Cái này nó sẽ mất dần, các bạn nhìn thấy chưa? Nó mất từ 9 xuống đến 7. Đây. Đây, có rồi. Ok, thì ở đây người ta ghi là quà tân binh. Khi nhân vật ở trong trạng full thể lực, tốc độ hồi phục tăng 100%, tăng tất cả độ phòng thủ của nhân vật. Nhưng mà có thêm hiệu ứng là mệt mỏi nữa, là trừ 50% tốc độ khai thác của nhân vật, trừ 50% sát thương tác động vào nhân vật, trừ 50% và nhân vật không thể chạy nhanh nha. Bất ngờ thứ hai đó chính là ở trên cái khu đảo bay mới này, chúng ta sẽ có một khối ở trên đám bay nha. Cái khối này thì nó sẽ cho các bạn là trừ 75% đam nhảy xuống và tồn tại trong 30 giây, và tăng chỉ số nhảy của các bạn lên nha. Chúng ta cũng sẽ ở bản cập nhật mới này thì chúng ta cũng sẽ có thể là nhìn rõ được các loại hoa quả có ở trên cây nha. Đây, ví dụ như ở đây này, các bạn thể nhìn thấy này, chúng ta cũng có thêm một số loại khoáng sản mới. Đầu tiên thì chúng ta có là titan. Đây là ở đây này. Các bạn sẽ không, Mini World sẽ cập nhật thêm một cái loại đồ lặt vặt mới, đó chính là hoa, bông hoa nha. Đây này, các bạn nhìn ở đây này, có này. Ok. Thì các bạn không cần phải chế tạo đồ qua cái dương công cụ nữa, các bạn có thể chế tạo đồ bằng chính trong cơ thể các bạn. Các bạn bấm vào túi đồ ấy, các bạn ở phần bên dưới thì sẽ có cái chế tạo, các bạn có thể chế tạo các đồ vật ở đây. Chúng ta cũng sẽ có thêm một vũ khí mới, đó là dây thừng. Dây thừng này thì các bạn có thể chế tạo khi mà các bạn đập cỏ đi để tạo ra vào nhá. Ở đây thì chúng ta cũng có được là các loại bàn mới nhá. Ở đây thì chúng ta có được là cái bàn bình thường này, cái bàn gỗ, bàn đồng, bàn titan nha. Ở những cái loại bàn này thì sẽ có những cái cấp độ chế khác nhau, và các bạn có thể nâng cấp chúng bằng búa đá, búa đồng, búa sắt, búa titan, búa kim cương, không phải búa kim cương, búa sắt và búa titan nha. Nâng cấp lên thì các bạn sẽ càng chế được nhiều đồ hơn. Ok, thì ở đây chúng ta đang có là 5 loại bàn chính. Bàn thứ nhất là bàn khởi đầu, bàn thứ hai là bàn gỗ, bàn thứ ba là bàn đồng, bàn thứ tư là bàn sắt, và bàn thứ năm là bàn titan nha. Ở trong bản cập nhật mới này ấy, thì các bạn không thể nào mà nấu cơm bằng lò được nữa, hay chỉ ít là nấu được ít món ăn bằng lò, mà bây giờ các bạn phải nấu bằng nồi nhá. Và các bạn đặt lên lửa trại. Game bây giờ thì đã ngày càng logic hơn rồi, thì chúng ta vẫn có thể nấu được đồ ăn, nhưng mà phải nấu bằng cái nồi này.
cái nồi này thì dùng hơi lòng ngòn tí. Ok các bạn nha, vậy là vừa rồi mình đã cho các bạn biết được không phải năm, mình chẳng biết là bao nhiêu nữa, nhưng mà đó là mình đã nói tóm gọn lại phần bản cập nhật này rồi. Thì các bạn nhớ like, share, đăng ký cho mình nha. Đừng quên qua kênh của thành viên của Hero Team đăng ký cho mình nha. Ok, bye bye. Đau điên khi nhìn chung phải bóng hình nàng, và có biết bao nhiêu chàng hoàng tử muốn cận kề nàng, với bao tính toán về tiền.